Xin chào các bạn, lại là mình đây, lại là Zerlin của các bạn đây. Rất là vui được gặp lại mọi người vào tối thứ ba ngày hôm nay. Chẳng lái cái thời gian vừa qua thì mình thấy tâm trạng tốt hơn rất là nhiều. Tại vì là Hà Nội thì đã hết giãn cách rồi. Mặc dù có nghe tin là lại chuẩn bị giãn cách tiếp, nhưng mà let's not talk about that. Thì tình hình ý là trước khi mà giãn cách là cái chuyện tình cảm của mình nó không được thuận lợi cho lắm. Nếu bạn nào mà thường xuyên xem livestream của mình ở trên Instagram hay là video của mình thì cũng sẽ biết cái điều này. Và đùng một cái Hà Nội lockdown, giãn cách một cái, thì là mình nguyên ôm một cái cục tâm sự đấy ở nhà cách ly cùng luôn. Thực ra thì cái việc giãn cách cũng không hoàn toàn tệ, tại vì là khi mình ở nhà lâu lâu ấy thì mình có thời gian để mình giác ngộ ra nhiều thứ. Bằng chứng là hôm trước có một bạn comment là không hiểu sao bây giờ thấy Zerlin xinh hơn, da rẻ đẹp hơn, có bí quyết gì không? Thì mình nghĩ là trời ơi, trộm vía tỷ lần. Tuy là một cô gái có rất là nhiều tâm sự, thế nhưng mà da rẻ vẫn đẹp, mặt vẫn xinh là ok la rồi, đúng không các bạn? Thế nên hôm nay mình sẽ chia sẻ, giới thiệu tới các bạn một cái chương trình skincare làm sáng da và mờ thâm mụn của thương hiệu Garnier. Cái chương trình skincare này thì áp dụng được cho cả các bạn nam và các bạn nữ. Và vì hôm nay là chuyên mục vừa skincare vừa update chuyện tình cảm, thế nên là các bạn hãy ở lại video ngày hôm nay đến cuối để update các cái drama chuyện tình cảm của mình nhá. Và cái bước đầu tiên trong cái chương trình làm sáng da mờ thâm mụn chính là nước tẩy trang. Vì da mình là da dầu, thế nên những hôm nào mà không trang điểm, không dùng kem chống nắng thì mình vẫn dùng nước tẩy trang để làm sạch da mặt luôn, nhân tiện làm sạch drama tình ái luôn. Và buổi sáng có nhiều hôm ngủ dậy mặt mình như một cái chảo dầu ấy, thì mình cũng dùng cái nước tẩy trang này để lau mặt luôn. Và tại vì cái nước tẩy trang này là dạng micellar water, thế nên là khi mà các bạn không dùng sữa rửa mặt ngay ấy, thì da mặt cũng không hề bị khô. Và cái dòng nắp vàng này của Garnier thì có chứa vitamin C, thế nên là nó sẽ hỗ trợ thêm vào cái chu trình skincare làm sáng da của chúng mình. Trời ơi, nói đến rửa trôi drama, mình không thể không nhắc đến cái chuyện hú hồn này luôn. Kiểu như là thực ra mình cũng là một người rất là coi trọng ngoại hình, nên là hôm ý đi chơi với cái anh này buổi đầu tiên luôn các bạn, anh ấy đưa mình về đến nhà, mình không hiểu là ma xui quỷ khiến như nào, mình lại hỏi một câu vô cùng là ngớ ngẩn. Anh thấy em có giống trong hình không? Chớ, tôi đã ngơ thì chớ, lại gặp ngay một ông khờ còn thẳng tính nữa. Ông nói luôn, anh thấy em dùng hơi nhiều filter. Ê, thực sự là quá lời nha. Các bạn follow Facebook, Instagram của mình thì sẽ thấy là trong video các bạn thấy cũng không quá khác biệt với các ảnh Facebook, đúng không? Và thực sự là trên video như thế nào thì bên ngoài mình cũng giống như thế, không khác nhau quá nhiều. Tại vì mình dùng camera này là không hề có filter hay là ảo yếc gì cả. Thế mà nghe cái câu đấy xong mình kiểu bị ốc quê thực sự luôn ý. May là lúc ý về đến trước cửa nhà rồi là mình chỉ có bấm cửa là đi vào luôn thôi. Chứ nếu như lúc ý đang ở quán cà phê thì thực ra thì mình cũng là một người khá là tự tin đấy. Nhưng mà sau mỗi lần như vậy thì họ lại làm tổn thương sự tự tin của mình một chút. Chả hiểu tự nhiên hỏi làm chi, xong tự nhiên nuốt nguyên một cục đắng vào trong người với Zerlin. Đúng, các bạn biết sau bước nước tẩy trang sẽ là bước gì tiếp theo? Bạn nào mà biết chứng tỏ là đã xem video những bước dưỡng da cơ bản của mình rồi này. Đó chính là bước sữa rửa mặt, sáng da 3 trong 1. Sáng da, sáng cả cái nết. Sáng cả cái nết. Cái sữa rửa mặt này thì bên trong nó có những cái hạt scrub litility, thì nên là nó không những làm sạch da mà còn làm sạch cả tế bào chết luôn. Mình đã bỏ dùng BHA rất là lâu rồi, thế nên là những cái sữa rửa mặt mà có thể tẩy được da chết thì hiện nay sẽ rất là phù hợp với da mình. Và nó còn có thể ngừa mụn với thành phần là salicylic acid nữa. Nhưng mà cái này vì nó tạo bọt rất là tốt các bạn ạ, nên các bạn đừng có lấy nhiều nha, chỉ một lượng xíu xíu thôi là đủ rồi. Nhắc đến drama tình ái thì mình nghĩ là ai trong chúng ta cũng phải một phần hoảng sợ trước việc là gặp lại người yêu cũ. Thì đợt trước mình có gặp lại người yêu cũ của mình tình cờ ở trên đường. Và anh ý, thưa anh ấy với cả mình khá là thân với cả nhau, và cũng không có cái sự là dè dặt hay e ngại gì cả, tại vì chúng mình quen nhau cũng lâu á. Thì cái đợt đó sau khi mà mình chia sẻ là mình vẫn chưa có người yêu mới, thì anh ý đã nói là làm gì có ai chiều được em hơn anh. Câu này quen không mọi người? Quen đúng không? Nhưng mà gắt hơn ấy là ông nói thì bằng chứng là đây, em đã quen được ai khác đâu. Mình nghĩ là mình phải gửi tặng nguyên cái set làm sáng da sáng cả nết này cho ông ý. Ship thẳng đến tận nhà, free ship luôn. Thực ra thì chúng mình chia tay trong hòa bình, nên là mình cũng không nhìn vào cái vấn đề này có quá là tiêu cực, nên các bạn cũng đừng chửi anh ý tội nghiệp. Thế nhưng mà tại vì chính mình cũng đang chật vật trong cái chuyện tình cảm của mình thời gian rất là dài rồi và chưa đi đến đâu, nên là khi anh ý như kiểu là gãi đúng chỗ ngứa ấy mọi người, thì cảm thấy là hơi spicy.
Và cuối cùng chính là con át chủ bài trong chương trình skincare của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là em Serum Vitamin C Light Complete. Sau khi mà dùng cái bước toner, nước hoa hồng của các bạn ý, thì sẽ dùng đến cái bước này. Có rất là nhiều bạn comment hỏi mình là mỗi bước thì nên chờ bao nhiêu lâu thì bôi tiếp theo. Thì với lotion này, với serum này thì nên chờ là 2 phút. Khoảng 2 phút thì sẽ là bôi bước tiếp theo. Tuy nhiên với nước hoa hồng, đến cái bước serum này thì phải bôi luôn. Nghĩa là bôi toner xong một cái, da vẫn còn đang ẩm là phải bôi liền serum luôn, chứ đừng có chờ toner khô nha. Khi dùng vitamin C serum vào buổi sáng thì các bạn phải dùng kem chống nắng nha. Nhờ có vitamin C mà kem chống nắng sẽ phát huy được công dụng của nó tốt hơn. Cảm nhận của mình về cái em serum này ý, đó là nó khá là đặc và nhiều ẩm, nó không thấm hết xuống da và khô ngay luôn đâu, nên là sản phẩm này sẽ phù hợp với những bạn nào mà da khô. Nếu bạn nào da dầu mà muốn dùng cái sản phẩm serum này ý, thì nên tiết chế lấy ít lại. Và một cái ưu điểm mà mình rất là thích ở cái chai serum này đấy là nó được đóng gói packaging rất là cứng cáp luôn. Và cái chai thủy tinh này này nữa, tất cả những cái sản phẩm gì mà được ở trong cái chai thủy tinh ý, thì đều được bảo quản rất là tốt, và giá thành thì rất là ok la nữa. Cái việc mà làm sáng da với cái làn da Á Đông của chúng ta ấy thì cần khá là nhiều thời gian và còn tùy cơ địa mỗi người nữa. Thế nên là khi mà dùng một cái sản phẩm làm sáng da nào đấy thì các bạn hãy cho bản thân thời gian để mà cảm nhận cái kết quả. Có những người thì phải vài tháng mới thấy kết quả. Tuy nhiên với mình, cái làn da của mình thì dùng sản phẩm gì vài tuần thôi là mình đã cảm nhận được sự khác biệt rồi. Để nói là từ đen mà sang trắng thì không có, nhưng mà chỉ vài tuần thôi thì mình có cảm nhận được là cái làn da của mình có sáng hơn. Skincare thì cũng như là chuyện hẹn hò thôi, cũng phải một thời gian thì để cảm nhận, để hiểu nhau đúng không? Chứ không thể nào mà ngày 1, ngày 2 là đã có thể nhìn được ra vấn đề. Mọi người coi video thì hay nói là mình chảnh rồi là mình khó này kia. Thực ra khó thì cũng có khó thiệt, thế nhưng mà cũng là do xui nữa. Đợt trước ấy thì mình có gặp một cái anh này, mới buổi đi chơi đầu tiên thôi mà anh ấy đã nói với cả mình là: ủa sao lại đặt tên là Jolin? Mình là người Việt Nam mà, tại sao lại cứ phải gọi là Jolin? Ổ mắc gì ạ? Mặc dù là đi du học nhiều năm, thế nhưng mà xem video các bạn có thể thấy là mình đôi khi mình chêm thêm tiếng Anh thôi, chứ không phải là quá nhiều. Nhưng mà khi mà mình nói chuyện với cả ai bên ngoài ấy, là bạn bè của mình là du học sinh ấy, thì mình thoải mái bộc lộ cái điều đó hơn mà không sợ bị đánh giá. Thì cái anh này cũng là du học sinh, cái thời gian mà anh ở nước ngoài có khi còn nhiều hơn cả mình ấy. Thế nhưng khi mà mình thoải mái bộc lộ cái cách nói chuyện của mình ra ấy, thì anh ấy lại kiểu hơi phán xét ấy mọi người. Kiểu, eo ơi, nửa Anh nửa Việt thế này á? Mọi người thấy ai mới hẹn hò mùa đầu tiên đã khó khăn với nhau như thế không? Tôi đã khó rồi mà còn có người khó hơn nữa. Thôi, dẹp. Tiếp tục độc thân thôi mấy chế ơi. Nhưng mà làm gì làm nha, độc thân cũng ok. Nhưng mà mặt vẫn phải xinh, da vẫn phải sáng. Thì những cái đối tượng tương lai đến với mình, họ mới sáng lạng được. Tập 2 mới tốt hơn tập 1 được thôi. Nhưng mà thôi, nói đi thì cũng phải nói lại. Không thể nào mà cái chuyện tình của mình nó không đi đến đâu mình cứ đổ lỗi cho người khác được. Mình cũng phải nhìn lại mình xem là cái vấn đề nằm ở đâu. Thì suốt một năm vừa qua thì mình cũng giác ngộ một số thứ. Thí dụ như là, tức là cái này thì mình biết lâu rồi, chỉ là càng ngày mình càng cảm thấy là nó đúng quá thôi. Đấy là cái EQ, cái chỉ số cảm xúc của mình nó chưa cao mọi người ạ. Tôi nói trắng ra là nó thấp đó. Nếu như các bạn tìm hiểu sâu hơn về cái chỉ số EQ thì các bạn sẽ thấy là nó được đánh giá cao, không thua kém gì cái chỉ số EQ thông minh luôn. Thí dụ như là các bạn đi làm chẳng hạn, các bạn ghét ai là các bạn ghét ra mặt luôn, các bạn tỏ thái độ luôn, thì đó là biểu hiện của việc là cái chỉ số cảm xúc của chúng ta bị thấp. Còn như mình trong cái chuyện tình cảm thì mình hay có những cái biểu hiện là mình bị mất bình tĩnh. Mình sẽ không thể nào mà ngồi xuống nói chuyện lại được với nhau, mà mình hay tìm những cái hướng giải quyết nó khá là tiêu cực. Thế nên là mình hy vọng sau cái video ngày hôm nay thì các bạn vừa có thể tìm ra cho mình một cái chu trình skincare phù hợp, nhất là với những cái bạn nào mà đang tập tành muốn dùng thử vitamin C, thì đây sẽ là một cái set sản phẩm gọi là beginner để các bạn có thể thử. Và thứ hai đó là rút kinh nghiệm từ cái sự EQ thấp của mình. Và sau đây như thường lệ chính là chuyên mục Reacting to your comments. Ê, hay chảnh? Cả hai. Nhiều khi cái ranh giới giữa ế với chảnh nó mong manh lắm các bạn ạ. Phụ nữ có phong cách sống quá hiện đại thì thường nâng tiêu chuẩn chọn bạn trai ở mức hơi cao. Người ngoài cuộc nhìn vào thì biết cái gì mà bảo là cao với chả thấp, đúng không? Bây giờ ví dụ như là mình đi, mình là một cô gái gọi là dư giả về tài chính, mình tự làm ra tiền,
Thế nên khi mà mình kiếm người yêu thì cá nhân mình sẽ không cần những anh chàng mà chu cấp cho mình về mặt tài chính, mà mình cần những anh chàng mà sống tình cảm, dành thời gian cho mình, yêu thương mình và chung thủy. Vậy thôi, nghĩa là mình thiếu cái gì thì mình sẽ tìm kiếm những cái mảnh ghép phù hợp để điền vào cái chỗ trống của mình. Mà không phải chỉ mỗi phụ nữ, đàn ông cũng vậy thôi. Nếu chúng ta không có giá trị gì, không phát triển bản thân, không độc lập về tài chính mà đòi hỏi là người yêu mình phải thế này, phải thế kia thì rõ ràng đấy là một cái điều hết sức là vô lý. Các bạn thấy không, trên clip TikTok, trên mạng có những cái clip vui về việc là con dâu mà có thu nhập thấp và thu nhập cao thì nhận được cái sự đối xử rất là khác từ mẹ chồng. Điều đó thể hiện là cái thu nhập cá nhân nó nói lên rất là nhiều về vai trò của cá nhân bạn trong gia đình cũng như là xã hội. Vậy nên mình không biết rốt cuộc là cái phong cách sống quá hiện đại nghĩa là như thế nào. Nhưng nếu như một người phụ nữ có đầy đủ cái yếu tố như mình vừa nói thì họ hoàn toàn được quyền lựa chọn điều mà họ mong muốn trong cuộc sống. Lương 5 triệu tháng, mình xài thế nào chế? Thực ra mình biết là các bạn nam rất là tự ti khi mà sự nghiệp nó chưa ổn định, thu nhập nó chưa cao thì không dám có người yêu. Nhưng mà trên thực tế thì mình biết là có rất nhiều các bạn lương cũng chỉ tầm 5 triệu thôi nhưng mà vẫn bao người yêu đi ăn đi chơi bình thường. Thì tại sao? Vấn đề thứ nhất, đấy là họ tìm được những cái cô gái có cùng chung cái background giống như họ, cùng chung cái hoàn cảnh sống và thu nhập giống như họ, thì những cô gái đó sẽ có một cái sự đồng cảm và thấu hiểu rất là lớn. Nhưng mà tất nhiên khi mà thu nhập mình không cao thì chắc chắn là mình vẫn sẽ phải phụ thuộc vào bố mẹ bằng cách là ở nhà của bố mẹ, ăn cơm của bố mẹ, và khi mà đi chơi với người yêu thì cũng chỉ ăn những cái món đồ bình dân thôi. Tuy nhiên là mình nghĩ là không có ai nên dậm chân tại chỗ cả. Thu nhập 5 triệu một tháng không vấn đề gì hết, nhưng chúng ta phải luôn luôn tìm những cơ hội mới. Ví dụ như là ngoài thăng tiến trong công việc hiện tại ra thì các bạn phải kiếm thêm bằng những cái công việc tay trái khác để cải thiện thu nhập của mình. Mình chia sẻ cái này để cho bạn đỡ bồn chồn lo lắng nha. Đó là hồi ngày xưa lúc mà mình còn làm nhà nước ấy, thì mình cũng không được vào biên chế và cũng chưa được ký hợp đồng chính thức, cho nên là mình chỉ được trả lương theo đầu sản phẩm thôi. Và thậm chí là còn thấp hơn lương của bạn nữa, chỉ có 4 triệu một tháng thôi. Nên là hồi đấy thì mình đã phải đi gia sư tiếng Anh. Và sau khi tan tầm, lúc mà tầm độ 5 giờ, 6 giờ tối ấy, là mình đã phải đi dạy thêm tiếng Anh. Sau đấy thì được 350.000 trong vòng 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng gì đấy, và về nhà ăn cơm lúc 9 giờ đêm. Đúng là nó có vất vả thật, thế nhưng mà nó là một quãng thời gian rất là đáng nhớ, kỷ niệm của cái hồi mà mình mới ra trường. Và đến thời điểm này thì mình nghiệm ra một điều, đó là ngoài sự chăm chỉ, nếu như chúng ta biết cách lao động một cách thông minh thì cuộc sống sẽ tốt dần lên mà thôi. Cho anh chị chất lượng lắm luôn ý, gặp ai em cũng giới thiệu. You deserve it sis. Mình không có gì để nói cả. Các bạn có thể lắng nghe mình một chút được không? Thank you so much.